Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm mùng 8 ngày mùng 9 tháng 10 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, mở đầu sẽ là những thông tin thời tiết trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam áp cao lục địa có cường độ ổn định. Thời tiết các khu vực trong tỉnh phổ biến nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ cụ thể tại các vùng miền như sau. Tại khu vực miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long, trong đêm nay và sáng sớm mai trời mát, duy trì khoảng 23-24 độ còn thời điểm trưa và đầu giờ chiều mai, nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng 30 độ. Vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô. Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, mức nhiệt độ giao động từ 24 đến 29 độ. Vừa rồi là thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, còn bây giờ chuyển sang phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Không khí lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục tăng cường xuống nước ta, nằm sâu trong khối khí lạnh nên trong đêm nay miền Bắc chỉ có mưa ở một vài nơi. Nên nhiệt độ ban đêm tiếp tục giảm thêm, khu vực vùng núi trời xe lạnh. Sang ngày mai, khối khí lạnh tiếp tục bao trùm toàn bộ các tỉnh thành Bắc Bộ, nên toàn vùng có nắng từ sớm và duy trì cả ngày. Nhiệt độ trong ngày tăng hơn, cao nhất ngày mai giao động từ 28 cho đến 31 độ, thời tiết tiếp tục mát mẻ, dễ chịu. Tại miền Trung, dự báo hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An không có mưa, còn các tỉnh từ Hà Tĩnh trở xuống đến Huế vẫn có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ giao động từ 29 cho đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận cũng có mưa rào và rông rải rác, nhưng mưa tập trung về chiều và tối. Ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ phổ biến từ 31 cho đến 34 độ. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai, chỉ có mưa ở một vài nơi, sang ngày mai cả Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn có thời tiết nắng ráo cả ngày. Đến chiều tối mai thì có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Cục bộ có nơi cao hơn. Còn tại Nam Bộ, nhiệt độ là từ 31 cho đến 34 độ. Do ảnh hưởng của cơn bão Coi Nu, nên trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Ngoài ra vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 11, giật cấp 13, 14, biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 2 đến 3 m vùng gần tâm bão sóng cao từ 4 đến 6 m Khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m